chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ictor Mobile Channel. iPhone 10 hết mắc lại đi theo iPhone 10 rồi các bạn ạ. Vậy thì các bạn đang thắc mắc là nó đi theo ở điểm gì đúng không? Nó sọc màn hình theo, nó chết cả bứng theo hay là nó bị làm sao theo? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn nhé. Và nếu như các bạn đã quan tâm đến iPhone 10, 10S Max, iPhone 11, 11 Pro Max thì có thể tham khảo tại Ictor Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Một cái link chứa tất cả iPhone cũ ở trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với iPhone 10S Max. Thì đây là cái thiết bị mà mình vẫn thường hay sử dụng để chơi game từ trước đến giờ. Nhưng mà dạo gần đây thì mình phát hiện ra nó có một cái điểm bắt đầu giống với chiếc iPhone 10 và cũng như là giống với chiếc iPhone 8 Plus. Đó là giống ở điểm gì? Đấy là giống ở điểm chơi game máy nóng lên là màn hình sẽ bị giảm độ sáng. Cách đây khoảng tầm 2-3 tuần gì đó thì mình thấy là chiếc máy này vẫn chơi game bình thường. Nhưng dạo gần đây tự nhiên nó lại bị. Khi mà mình chơi đến khoảng tầm trận thứ 3 của tựa game PUBG Mobile, mặc dù là mức setting thì mình để ở mượt và cái FPS mình để ở cực độ, chứ chưa đặt lên cái mức HDR nha các bạn, mà đang chơi tự nhiên màn hình giảm độ sáng xuống, kéo lên hết cỡ thì nó vẫn nằm ở đấy, mà kéo xuống thì nó cũng từng đấy độ sáng. Rất là buồn cười, không biết tại sao mà tự nhiên nó lại bị vậy ta. Không biết là có phải do mình mới update một cái phiên bản iOS mới lên cái chiếc máy này hay không. Hiện tại thì nó đang ở phiên bản iOS 13.3.1. Rõ ràng 13.3.1 mình dùng trên cái chiếc iPhone 10 này thì nó khá là ngon. Nó fix được cái vấn đề nhiệt độ trên cái chiếc máy này, giúp nó ít bị cái tình trạng là giảm độ sáng màn hình khi mà chúng ta chơi game lâu. Còn cái chiếc máy này thì update lên 13.3.1 tự nhiên lại bị như vậy. Thì mình thấy đây là một điểm khá là buồn cười. Không rõ là do cái phiên bản iOS nó đang gặp vấn đề trên chiếc iPhone 10S Max của mình, hay là do cái tựa game PUBG Mobile nó mới có một cái update gì mới nên nó khiến cho chiếc iPhone 10S Max này bị dính cái lỗi như vậy. Thì đây sẽ là một cái vấn đề mà mình sẽ tìm hiểu tiếp và mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Mà video này thì mình muốn chia sẻ đến các bạn về vấn đề là hiện nay iPhone 10S Max nó đang bị như thế, để cho các bạn khi mà lựa chọn sử dụng nó thì đỡ bị kiểu thắc mắc là ồ tại sao thằng kia nó bảo là chơi game ngon lắm không bị sao, nhưng bây giờ chơi thì lại bị. Đó là cái vấn đề mà chiếc máy này đang gặp phải ở thời điểm hiện tại. Chưa rõ nguyên nhân là do iOS hay là do game, nhưng mình mong là do iOS đi, bởi vì là iPhone sẽ được fix khá là nhanh mà thôi. Chứ còn nếu mà do game thì chúng ta sẽ phải đợi một kiếp khá đáng buồn. Nhưng không sao, nếu như bạn sử dụng chiếc máy và chơi trong một cái môi trường lý tưởng, ví dụ như phòng điều hòa hay là ngồi trước quạt các thứ để cho chiếc máy giảm nhiệt một cách nhanh chóng, thì cái vấn đề này cũng không phải là một vấn đề quá lo. Chủ yếu là các bạn sẽ bị gặp phải khi mà đeo ốp và chơi game mà thôi. Như mình bây giờ thì cứ bắt đầu chơi game phát là phải cởi ốp ra cho nó trần truồng như thế này thì mới dám chơi, chứ không là nó sẽ bị tối om cái màn hình đi, rất là khó bắn. Còn lại thì iPhone 10S Max nó chẳng còn cái điểm gì đi theo iPhone 10 nữa rồi. Kiểu sọc màn hình không có, chết cảm ứng cũng không có. Và bù lại thì tất cả những thứ trên nó hiện nay thì vẫn quá tuyệt vời đi. Màn hình ngon này, chúng ta có cấu hình vẫn quá ổn để sử dụng trong năm 2020. Camera thì vẫn đẹp, chủ yếu là thua 11 Pro Max mà thôi. Chắc chắn rồi, chẳng lẽ iPhone 11 Pro Max mà ra không ngon hơn cam của iPhone 10S Max thì ai mà mua, đúng không? Không có cam góc rộng nữa. Nói chung thì iPhone 10S Max vẫn là một chiếc máy quá tốt, trong khi là mức giá của nó bây giờ thì đã cực kỳ ngon rồi. Và trên đó là những chia sẻ của mình về iPhone 10S Max ở thời điểm này. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ictor Mobile. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.